Ngày 6 tháng 7, Ai Cập đã tổ chức hội nghị thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến tại Sudan. Nhiều nhóm chính trị và xã hội dân sự đã có mặt. Liên đoàn Ả Rập, Liên minh Châu Phi, Liên minh Châu Âu và Liên hiệp quốc cũng cử đại diện tham dự. Tuy nhiên, hội nghị không có mặt của các bên tham chiến. Khai mạc hội nghị, Ngoại trưởng Ai Cập và Abdelati cho rằng bất kỳ giải pháp chính trị nào cho cuộc khủng hoảng tại Sudan đều phải xuất phát từ lợi ích của chính người dân Sudan. Xung đột tại Sudan xuất phát từ căng thẳng âm ỉ giữa quân đội nước này và nhóm bán quân sự lực lượng hỗ trợ nhanh RSF. Tháng 4 năm ngoái, giao tranh giữa hai bên đã bùng nổ ở thủ đô Khartoum và nhiều nơi khác trên cả nước. Các nỗ lực chấm dứt xung đột cho đến nay đều không thành công, trong đó có các cuộc đàm phán do Mỹ và Ả Rập Xê Út làm trung gian. Cho đến nay, chiến sự đã khiến hơn 14.000 người thiệt mạng và 33.000 người khác bị thương, đồng thời khiến 11 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Tháng trước, các chuyên gia quốc tế cảnh báo đã có 8,5 triệu người đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng và trong những tháng tới sẽ có 755.000 người rơi vào nạn đói.